Vâng, xin chào các bác. Em lên cho các bác cái con cặp loa này nhá. Đấy, lên cho các bác một cái cặp. Cặp này thì nó về thì nó hơi khác màu nhau xíu. Thì bác nào lấy lẻ cũng được nhá. Tức là các bác lấy lẻ một chiếc cũng được, hoặc lấy cả đôi cũng được. Đấy, thì đây nó là con MS3. Đấy, tức là mã của nó đều là MS3 các bác nhá. Đều là dòng MS3 này. Công suất là 50 trở kháng 6 ohm. 50 trở kháng 6 ohm. Cái dòng này thì bát của nó rất là ấm các bác nhá. Tiếng bát ấm lắm, ấm cực kỳ luôn á, nghe sướng dã man luôn. Tại vì em bán nhiều cái dòng này rồi em biết. Riêng cái dòng MS và MA thì cái bát của nó nói thật các bác, nếu như nói không phải nói phép thì đâu các bạn, nó nghe chả kém gì những cái con loa như thế này. Tức là cái tiếng của nó thì nó không to bằng thôi các bạn nhá. Về gọi là cái độ to thì nó không to bằng, nhưng về cái độ ấm em khẳng định với các bác luôn, ấm bằng luôn, ấm bằng luôn đấy. Các bác không tin hãy thử mua về mà xem. Em không hề nói sai các bác. Nhà em ở gần bến xe Mỹ Đình. Em cách bến xe Mỹ Đình nó chỉ khoảng 300m thôi. Thì hôm nay nó cũng hơi mưa một xíu. Thì ngày mai chắc là nó cũng ngớt ngớt ấy. Ngày mai chắc là cũng qua bão ấy. Ngày mai này kia. Đấy, hoặc là lúc nào các bác rảnh thì mời các bác qua đây. Em sẽ test thử cho các bác nghe xem. Không có các bác lại bảo em nói dối. Nó ấm cực kỳ luôn các bác. Cái dòng MG với cả ME chính là không ấm bằng dòng này. Tất cả những cái dòng loa của hãng Đền Đông nhé. Cái dòng phân khúc mini ấy, thì em thích nhất là cái dòng MS này này. MS hoặc MA. Các bác cứ chọn cho em dòng MS hoặc MA ấy. Bát nó ấm mà nghe kiểu nó đầm lắm. Bởi vì cái dòng này này, tức là cái hãng này nó mặc định là cái dòng bát của nó ấm rồi. Thế nên là các bác chọn cho em những cái dòng cứ MA, MS các bác chơi cho em. Bát ấm lắm, tiếng ấm dã man. Bác nào mà hay kiểu mà nghe nhạc bolero ấy, chơi cho em cặp này ưng ý luôn. Đấy thì như em vừa nói nhá, thì là tại vì bây giờ nó về hai con này màu nơi khác. Vế thì là ngon rồi. Chỉ có khác màu thì bác nào mà khéo tay ấy, thì về các bác có thể là dán sang một cùng một màu. Đấy, dán sang cùng một màu cho nó đẹp. Hoặc không thì để nguyên lại được, chả sao cả. Đấy thì cái cặp này như bình thường em đang bán, ví dụ như là nó mà cùng một màu nhá, thì như cặp này nó bán là 1.250.000 các bác nhá. Nếu nó cùng màu ấy thì em bán là 1.250.000 một cặp. Nhưng tại vì nó đang hơi khác màu thì bây giờ em sẽ bán hai phương án như này. Tại vì là cũng có những bác chỉ cần mua một chiếc thôi, đúng không ạ? Đấy thì tại vì cháy một chiếc mà, thì cũng chỉ cần mua một chiếc. Thì nếu bác nào lấy lẻ nhá, lấy lẻ thì là em để các bác là 500.000 một chiếc, được chưa ạ? Bác nào mua lẻ em để 500.000 một chiếc. Còn nếu bác nào mà mua cả đôi, em để các bác đôi này là 850.000 các bác nhá. Bác nào mua lẻ em để 500.000 một chiếc. Còn nếu bác nào mà mua cả đôi, em giảm giá cho các bác luôn. Tại vì là các bác mua cả đôi mà, em giảm giá cho các bác luôn. Đấy là còn 850.000, được chưa ạ? Đấy là em nói rõ quan điểm nha, tại vì là con này nó cũng về nó không có căng. Đấy thì em nói rõ như vậy luôn cho nó dễ. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo em. Còn các bác hãy cứ tin em đi, ấm cực kỳ luôn. Em là cái thằng mà mới vào đây làm đầu tiên, mà em đầu tiên nó không thích hàng bãi đâu. Nhưng mà khi vào đây làm và em nghe thử qua nhiều dòng loa rồi, 3 năm, 4 năm làm đây rồi, thì là em được nghe rất là nhiều dòng loa rồi. Đắt tiền có. Đấy, cao tiền, cao cấp có hết, rẻ tiền cũng có. Nhưng mà cái dòng này giá vừa phải nhất mà lại chất âm em thấy là ok nhất. Các bác không tin hãy cứ mời qua nhà em đi. Em mời các bác qua nhà em mà nghe thử. Tiếng hay lắm. Bát của nó thì nó là bát 13 các bác nhá. Cổ từ to lắm. Cái dòng này này, cái cổ từ của nó, em xem có con nào đây em minh họa cho các bác xem đây. Các bác sẽ hình dung cái củ bát của nó đúng nhà luôn. Một cái củ bát của nó bằng đúng nhà luôn. Cái củ con này này to đúng nhà luôn. Đây, nó bằng gần hết đúng vừa luôn. Đây em chưa đo thử cái gân này. Các bác hình dung cái cổ từ em không tháo ra làm gì cả, bởi vì đây là ốc lục giác, nó hàng nguyên bản đấy. Hàng nguyên bản em không tháo đâu. Còn các bác về các bác thích thì các bác tự tháo. Đấy, còn cổ bát của nó to đúng này, dày như này luôn các bác nhá. Củ bát dày như này, nó là từ kép hai lớp. Tức là hai lớp từ nhá. Và bên ngoài nó còn bọc một lớp kim loại bảy màu bên ngoài này. Và củ nó to đúng này luôn. Các bác về cầm đúng này luôn. Đấy. Không tin về các bác cứ tháo mà xem. Hoặc bác nào qua nhà em tháo cho các bác xem. Tại vì nó đang nguyên bản mà, nó đang nguyên bản chả làm gì cả, tự dưng tháo ra làm gì các bác. Đấy. Đây, con này thì của nó là đường kính là 13 các bác nhé, bát 13. Con vỏ của nó đây. Rộng là 15,5 này. Sâu là 23 này. Chiều cao, cao con này 27 đấy, 27 đấy. Công suất là 50W trở kháng 6 ohm các bác nhé. Các bác có thể ghép loa từ 4 đến 16 ohm mà được. Cứ loa từ 4 đến 16 ohm, loa 4 ohm này.
đến 16 à, âm ly nhá, âm ly đánh cái từ 4 đến 16 là đánh được hết. Nghe sướng lắm. Đấy, giá lấy cả cặp thì để các bác là 850, còn nếu các bác mua lẻ thì là 500 nghìn một chiếc. Vâng, em xin chào các bác nhá.